nhưng vẫn đọng mãi trong ký ức biết bao người. Giai điệu của bài hát mượt mà tha thiết, ca từ trong sáng và thành kính, hai tác giả đã nối hộ tấm lòng của biết bao lớp học trò đối với công lao dứt giả của thầy cô giáo đối với họ. Hình ảnh người thầy hiện lên qua bài hát thật cảm động và đẹp với niềm lao động say mê khi giảng bài. Tóc thầy đã bạc theo năm tháng cùng với sự nghiệp trồng người, và nay lại bạc thêm bởi bụi phấn đang rơi rơi trên mái tóc. Bài hát như một bó hoa đẹp của hai tác giả và cũng là